Trịnh Sảng phủ nhận ngược đãi, bỏ bê hai con. Trước cáo buộc của Trương Hằng, Trịnh Sảng lên tiếng phủ nhận ngược đãi, bỏ bê hai con. Cô bày tỏ sự tức giận trước hành vi bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của bạn trai cũ. Thông tin bạn trai cũ Trịnh Sảng tố cáo cô bạo hành hai con trong quá trình thăm nuôi, gây xôn xao dư luận mấy ngày qua. Trước những tranh cãi từ cộng đồng mạng, Trịnh Sảng mới đây đã lên tiếng phủ nhận ngược đãi, bỏ bê hai con. Đồng thời, cô bày tỏ sự tức giận trước hành vi bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của bạn trai cũ. Soho đưa tin, mỹ nhân phim Yêu Em từ cái nhìn đầu tiên khẳng định bản thân không bạo hành hay bỏ bê con cái như bạn trai cũ tố cáo. Tính đến thời điểm hiện tại, Trịnh Sảng cho biết không dính đến bất kỳ vấn đề luật pháp nào liên quan đến hành vi ngược đãi trẻ em. Theo Soho, Trịnh Sảng và Trương Hằng vẫn còn vụ kiện tranh chấp quyền nuôi con sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 1 tại Mỹ. Trước đó, trong phiên tòa, Trịnh Sảng cố gắng giành quyền nuôi con, nhưng tòa án Mỹ cho rằng cô không thể hiện đủ khả năng làm mẹ, khả năng kết nối và nuôi dưỡng con cái. Trịnh Sảng từng là nữ diễn viên 9X nổi tiếng nhất Trung Quốc. Cô được khán giả yêu thích qua các phim như Cùng Ngắm Mưa Sao Băng, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Tuy nhiên, tháng 1 năm 2021, Trịnh Sảng bị bạn trai cũ tố cáo có hành động vô đạo đức như đòi phá bỏ thai nhi 7 tháng tuổi, trốn thuế. Danh tiếng của cô sụp đổ. Cụ thể, khi tình cảm còn mặn nồng, Trịnh Sảng và Trương Hằng đã nhờ người mang thai hộ tại Mỹ. Tuy nhiên, sau đó cả hai đường ai nấy đi, nữ diễn viên từ chối nhận con, muốn phá hủy khi thai nhi đã được 7 tháng tuổi. Sau khi con ra đời khoảng 1 năm, nữ diễn viên cũng không thăm hỏi hai con song sinh. Theo Trương Hằng, Trịnh Sảng không xứng đáng làm mẹ. Cô thường xuyên bỏ hai đứa trẻ ở nhà một mình, không chăm sóc trong thời gian thăm nuôi. Không những vậy, anh còn cho biết Trịnh Sảng giàu có nhưng đối đãi với con ruột keo kiệt. Gần đây, cô đăng ký trợ cấp y tế dành cho hai con. Đây là gói giảm tiền khám chữa bệnh hoặc miễn phí của chính phủ Mỹ với đối tượng có thu nhập thấp. Sina cho biết Trịnh Sảng và Trương Hằng đang bước vào cuộc đấu tố mới. Hiện, vụ tranh giành quyền nuôi con của cả hai nhận được sự quan tâm của dư luận và truyền thông Trung Quốc.